làm thế nào để tư duy thiết kế tốt hơn? Bạn đang nghe sách từ sách gọn.com Phần 1 Làm thế nào để tư duy thiết kế tốt hơn Instagram và Kellogg Insight Từ trường quản lý Kellogg trình bày Làm thế nào để tư duy thiết kế tốt hơn của Jennifer Fisher Các chuyên gia từ Kellogg và IDEO giải thích tâm lý đằng sau cách tiếp cận sáng tạo này để giải quyết vấn đề dựa trên những hiểu biết của les thompson và david Schonthal, tư duy thiết kế có lẽ đã đạt đến mức phổ biến cao nhất các doanh nghiệp trong mọi ngành công nghiệp đều nói về việc lên ý tưởng và lặp lại một ngôn ngữ ám chỉ quy trình sáng tạo nổi tiếng của công ty tư vấn và thiết kế ideo cách tiếp cận tư duy thiết kế tuân theo quy trình bốn bước một cách lỏng lẻo bao gồm quan sát vấn đề sắp xếp lại vấn đề thiết kế giải pháp và thử nghiệm chúng tất cả đều nhằm mục đích cuối cùng là cải thiện cách con người trải nghiệm một sản phẩm hoặc dịch vụ. Nhưng làm quen với cách tiếp cận này và thực sự áp dụng nó vào thực tế là những điều rất khác nhau. Les Thompson, giáo sư về quản lý và tổ chức tại Kellogg, cho biết, đôi khi mọi người nghĩ rằng họ đang suy nghĩ về thiết kế, nhưng thực sự không phải vậy. Khi bạn làm đúng, nó thực sự mạnh mẽ. Thay vì mù quáng làm theo cách tiếp cận, Cô ấy nói, có thể hữu ích nếu hiểu được tâm lý đằng sau nó. Và quan trọng là, tâm lý học xã hội cũng cung cấp cái nhìn sâu sắc về những cách cụ thể để đạt được nhiều hơn từ mỗi bước trong quy trình. David SCHONTHAL, Phó Giáo sư Lâm Sàng về Đổi Mới và Tinh thần Kinh doanh tại Kellogg, đồng thời là giám đốc cấp cao của IDEO, cho biết, khoa học là thứ giải thích điều kỳ diệu. Anh ấy và Thompson gần đây đã xuất bản một bài báo về chủ đề này và cùng nhau giảng dạy một khóa học về cách sử dụng sự sáng tạo như một công cụ kinh doanh. Vậy tại sao tư duy thiết kế hoạt động? Và làm thế nào để doanh nghiệp có thể tự áp dụng hiệu quả những nguyên tắc này? Thompson và SCHONTHAL giải thích. 1. Hãy tìm con khỉ đột. Bước đầu tiên trong quá trình tư duy thiết kế là quan sát một tình huống và để ý điều gì đang thực sự xảy ra, Điều này nghe có vẻ đơn giản, nhưng Thompson chỉ ra rằng chúng ta thực sự rất tệ trong việc quan sát một tình huống và nhận biết điều gì đang thực sự xảy ra mặc dù rất tự tin vào khả năng của chính mình. 20 năm trước, các nhà nghiên cứu Christopher Chabris và Daniel Simons đã tiến hành một thí nghiệm tâm lý học nổi tiếng hiện nay. Họ cho những người tham gia xem một đoạn video về những người chơi bóng rổ và hướng dẫn họ đếm xem các cầu thủ trong một đội cụ thể đã truyền bóng bao nhiêu lần. Khoảng 45 giây trong video, một người phụ nữ mặc trang phục khỉ đột toàn thân đi ngang qua màn hình. Nhưng một số lượng lớn người tham gia không nhận thấy sự kỳ lạ này. Họ quá tập trung vào việc đếm các đường truyền, một minh họa cho hiện tượng mà các nhà tâm lý học gọi là mù quáng không chủ ý. Thompson giải thích, mọi người rất hạn chế về những gì họ có thể cảm nhận được trong thế giới thị giác của mình khi họ tập trung vào một thứ. Cùng với thực tế là mọi người tin rằng họ ở phân vị thứ 99 về khả năng nhận thức của họ, đó là một sự kết hợp nguy hiểm. Vậy làm thế nào chúng ta có thể nhận thức mọi thứ tốt hơn? Như Thompson và SCHONTHAL giải thích, chú ý là một chiến lược nhận thức có thể được chia thành ba phần. Đầu tiên, người quan sát phải xác định và từ bỏ các kịch bản nhận thức của họ, những câu chuyện kể sẵn có hướng dẫn họ hiểu các tình huống. Tiếp theo, họ phải học theo cách quy nạp suy luận dựa trên thông tin hạn chế. Và cuối cùng, họ phải tìm ra các khuôn mẫu trong các tác nhân kích thích phức tạp. Đây là lý do tại sao các nhà tư tưởng thiết kế phải ra khỏi bàn làm việc của họ và quan sát một vấn đề trong tự nhiên, như SCHONTHAL đã nói. Dựa vào mọi người để tự báo cáo thói quen của họ là không đủ. Ông chỉ ra một ví dụ khi một công ty dược phẩm giao nhiệm vụ cho IDEO điều tra giả thuyết của họ rằng bao bì thuốc trị viêm khớp quá khó mở đối với bệnh nhân. Vì vậy, nhóm thiết kế IDEO đã phỏng vấn và quan trọng là cũng quan sát những bệnh nhân sử dụng thuốc thực hiện thói quen hàng ngày của họ. Một phụ nữ lớn tuổi bị viêm khớp cho biết bà không gặp khó khăn gì khi mở bao bì. Nhưng khi nhóm IDEO yêu cầu cô ấy thực sự chỉ cho họ cách cô ấy làm, Cô ấy đã lấy lọ thuốc ra khỏi ngăn kéo và đặt nó lên mấy thái thịt, sau đó dùng mấy thái thịt để cắt phần trên của các hộp đựng ra vì việc vặn nắp ra rất đau. SCHONTHAL nói, một trong những bài học lớn nhất rút ra từ ví dụ này là đừng bao giờ coi những gì mọi người nói là họ làm theo giá trị bên ngoài. Thực ra việc tận mắt chứng kiến những gì đang diễn ra có thể ngay lập tức giúp xác định những nhu cầu chưa được đáp ứng hoặc những cách tốt hơn để giải quyết vấn đề hay đặt câu hỏi mà không ai khác đặt ra. Bước thứ hai trong tư duy thiết kế là đóng khung và sắp xếp lại. Trong bước này, các nhà tư duy thiết kế xem xét một vấn đề từ nhiều điểm thuận lợi, thử các lăng kính khác nhau để xác định cách tiếp cận tốt nhất để tìm ra giải pháp. Để hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của quá trình này, Sơn và SCHONTHAL nêu bật công trình của nhà kinh tế học Daniel Kahneman, người đã đoạt giải Nobel cho nghiên cứu về định hình nhận thức càng mang đã chỉ ra rằng mọi người đưa ra những quyết định rất khác nhau tùy thuộc vào cách những quyết định đó được hình thành cụ thể là liệu họ có tập trung vào khả năng đạt được điều gì đó hay không cái mà các nhà tư tưởng thiết kế gọi là khung thăng tiến hoặc theo khả năng không mất đi điều gì đó một khung phòng ngừa hiểu động cơ của khách hàng khi sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ là rất quan trọng để phát triển thứ gì đó phù hợp với khách hàng lấy ví dụ một dự án IDEO được thực hiện về quản lý bệnh tiểu đường cho một công ty chăm sóc sức khỏe. Nhóm của IDEO phát hiện ra rằng các mục tiêu truyền thống hơn như giảm cân và kiểm soát lượng đường trong máu để tránh các vấn đề sức khỏe kích hoạt khung phòng ngừa không thành công trong việc thực sự thúc đẩy bệnh nhân thực hiện những thay đổi lành mạnh. Nhưng việc đặt ra các mục tiêu xã hội và cảm xúc chẳng hạn như đạt được khả năng đi bộ 5 km hoặc khiêu vũ với con gái của bạn trong đám cưới của cô ấy đã kích hoạt tư duy thăng tiến và thực sự thúc đẩy mọi người thay đổi. Được trang bị kiến thức này và khung mới, IDEO đã có thể giúp công ty tiến xa hơn việc tạo ra một thiết bị y tế mới. Thay vào đó, IDEO đã giúp họ xây dựng một ứng dụng có thể tùy chỉnh để giải quyết một thách thức khác. Làm cách nào để chúng tôi giúp những người mắc bệnh tiểu đường có cuộc sống tốt nhất? SCHONTHAL nói với bất kỳ sản phẩm nào thực sự được cân nhắc kỹ lưỡng, rất có thể các nhà thiết kế bắt đầu bằng cách đặt một câu hỏi khác hoặc giải quyết một vấn đề khác với tất cả các đối thủ cạnh tranh của họ. 3. Tiếp cận động não một cách nghiêm túc Bước thứ ba là tưởng tượng và thiết kế điều mà Thompson và SCHONTHAL mô tả là trái tim và linh hồn của quá trình tư duy thiết kế. Đó là lý do tại sao, thậm chí hơn cả các bước khác, Điều quan trọng là phải hiểu khoa học đằng sau ý tưởng thành công. Về cốt lõi, động não là tập trung vào số lượng hơn chất lượng, xây dựng ý tưởng của nhau và khuyến khích những đề xuất kỳ lạ nhất, đồng thời tránh chỉ trích. Và các nghiên cứu cho thấy rằng những nguyên tắc này, được nghĩ ra từ những năm 1950, vẫn còn hiệu lực cho đến ngày nay. Tuy nhiên, mọi người thường xuyên vi phạm các quy tắc đó, các nghiên cứu khác cho thấy họ đề xuất quá ít ý tưởng hoặc chỉ trích cá nhân hơn là ý tưởng và việc chỉ trích người đưa ra một ý tưởng có thể làm tổn hại đến ý tưởng tiếp theo rất may khoa học cũng gợi ý một số phương pháp hay nhất đầu tiên hãy xem xét một nhóm ý tưởng nhỏ hơn khi số lượng người trong nhóm tăng lên năng suất của các ý tưởng trên mỗi người sẽ giảm xuống đó là bởi vì khi mọi người làm việc theo nhóm như phiên động não truyền thống họ thường bị ức chế bởi các yêu cầu xã hội như lịch sự và chờ đến lượt mình hoặc xem xét chuyển từ động não sang viết trong một phiên thảo luận những người tham gia dành một khoảng thời gian nhất định để viết ra càng nhiều ý tưởng càng tốt trước khi người hướng dẫn thu thập tất cả điều này cho phép các cá nhân tạo ra nhiều ý tưởng một cách tự do và không cần quan tâm đến những lời chỉ trích một phân tích tổng hợp được trích dẫn rộng rãi cho thấy rằng các nhóm viết ý tưởng đã tạo ra khối lượng ý tưởng gấp, khoảng 2 lần rưỡi so với các nhóm động não và tỷ lệ ý tưởng của họ được đánh giá là có chất lượng cao hơn đáng kể. Hầu hết mọi người không muốn tin rằng động não theo nhóm kém hơn ý tưởng cá nhân, ít nhất là trong một khoảng thời gian hữu hạn, bởi vì chúng tôi cảm thấy tốt trong các nhóm. Các nhóm đang kích thích. Họ làm cho chúng ta cảm thấy ấm áp và mờ ảo. Thomson giải thích nhưng đó không hẳn là cách tốt nhất để tổ chức một cuộc họp sáng tạo và đổi mới. 4. Thất bại nhanh hơn, học sớm hơn. Khi nói đến việc thực sự xây dựng và thử nghiệm các giải pháp bước cuối cùng trong tư duy thiết kế một nhà thiết kế, thành công phải hiểu rằng thất bại chỉ đơn giản là một phần dự kiến của quy trình và cuối cùng sẽ làm cho công việc tốt hơn. Thông Sơn nói, ý tưởng là thất bại nhanh hơn và học hỏi sớm hơn một chìa khóa cho điều này là đảm bảo rằng nhóm của bạn có tư duy cầu tiến thuật ngữ này đề cập đến niềm tin rằng khả năng và kỹ năng có được nhờ luyện tập chứ không phải nhờ tài năng bẩm sinh với khung này thất bại trở thành một cách để học hỏi không phải là bằng chứng về sự kém cỏi ví dụ một nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người tham gia được khuyến khích có tư duy cầu tiến đã hoàn thành một nhiệm vụ phức tạp tốt hơn và thú vị hơn những người tham gia được nhắc nhở có tư duy cố định Thompson và SCHONTHAL giải thích, một cách để thúc đẩy tư duy phát triển là sử dụng các câu hỏi làm thế nào chúng ta có thể HMV kép để khiến các nhà tư tưởng thiết kế vượt qua các ràng buộc trong quá khứ. Họ viết, các nhóm áp dụng trọng tâm HMV kép có nhiều khả năng bền bỉ và sáng tạo hơn những nhóm không nghĩ đến các khả năng. Một cách khác để củng cố ý tưởng rằng bạn chỉ đang thử nghiệm và do đó, bạn sẵn sàng đón nhận phản hồi thực sự trung thực là sử dụng các vật liệu có độ trung thực thấp để tạo nguyên mẫu ví dụ để thử nghiệm các cách khác nhau nhằm thiết kế lại trải nghiệm chuyến bay đường dài ideo đã sử dụng các vật liệu tìm thấy xung quanh văn phòng đối với một khái niệm các nhà thiết kế đã xếp chồng những chiếc ghế văn phòng theo đúng nghĩa đen để thử nghiệm ý tưởng về giường tầng trên máy bay các giám đốc điều hành hãng hàng không cố gắng nằm dài trên ghế đã nhanh chóng bác bỏ ý tưởng này và IDEO chuyển sang ý tưởng tiếp theo. SCHONTHAL nói, "Các nguyên mẫu là những câu hỏi được thể hiện. Đó không phải là xây dựng thứ gì đó mà bạn hy vọng mọi người sẽ yêu thích sản phẩm cuối cùng. Vào cuối quá trình, các nhà thiết kế cuối cùng muốn tạo ra thứ gì đó mà mọi người yêu thích" một sản phẩm cuối cùng thành công thường có vẻ trực quan như thể ý tưởng nảy ra hoàn toàn từ bộ não của nhà thiết kế. Nhưng như nghiên cứu của SCHONTHAL và Thomson cho thấy, cách tiếp cận dựa trên cơ sở khoa học là rất quan trọng đối với sự đổi mới. Thomson nói, một khi bạn nhìn thấy một thiết kế đẹp, nó có vẻ hiển nhiên. Nhưng thực sự, rất khó để tìm ra, bây giờ cái này bắt đầu được tạo ra như thế nào. Phần 2. Đóng cửa